Ở dòng loại mình có nói là khi nào video đạt được 150.000 like thì mình sẽ làm tiếp dòng bán kết và dòng chung kết. Thì hôm nay chính là cái khoảnh khắc đó. Mấy em ở nhà luyện tập có chăm chỉ không? Dạ không. Anh không có hỏi chị Thảo. Trời ơi, anh chỉ hỏi những ai mà lọt vào vòng trong thôi. Còn chị Thảo rớt ngoài vòng dưới xe rồi. Ở nhà luyện tập làm gì? Các bạn biết không, mấy ngày nay ở nhà mà tập luyện dữ lắm. Quan trọng là cái trình chứ luyện tập chỉ là yếu tố phụ thôi. Không giấu các bạn chứ năm trước mình thi hát được hạng 3 đó. Ừ thì phải rồi, cũng thi có 3 người đăng ký. Mày không hạng 3 chẳng lẽ hạng 4? Thôi anh Vinh ơi, anh mà anh đẹp nên là nhau khảo nhanh đi, em nóng lòng rồi. Rất muốn biết trong tim mình ai là người rap hay nhất. Ừ, ở cái vòng chung kết này mình sẽ không có mời Phan Đạt TV lên làm ban giám khảo nữa. Bởi vì cái trình của vị giám khảo ở vòng chung kết nó phải cao hơn. Cho nên mình sẽ mời một gương mặt rất là thân quen. Đó chính là Bạch Đầu Bếp. Mày đâu đây vậy Hùng? Ủa, Hùng Huy ngồi đây làm khán giả không được hả? Những thí sinh nào lọt vào vòng trong, giơ tay lên anh coi thử coi. Em. Ở vòng 2 này thì mấy em sẽ hát trên nền nhạc karaoke cho dễ nha. Vòng 2 mới được hát karaoke, phải vòng 1 như vậy là mình đậu rồi. Con gái được ưu tiên hát trước, mời thí sinh đầu tiên. Lên hát trước đi Phương. Ưu tiên người già và trẻ em ăn bú, lên hát trước đi. Sao lần nào cũng lên hát trước hết trơn trời. Đây, thí sinh này hát bài gì? Em xin hát ca khúc Kẹo Bông Gòn của H2K. Bộ nhỏ này fan của H2K hay gì á? Ngày mặt trời lên cao, anh đợi em chưa sống ga. Đôi mắt lung lên cao trộn, đôi bàn tay muốn kêu xa. Hát xong điệp khúc này là tới phần rap nè. Ai nhát hương hoa, nửa ai thấp chút xa xăm. Nếu ôm một mai ăn thành nhà nhòa. Chuẩn bị tới khúc rap nè. Chạy qua bao nhiêu đắng cay, anh chỉ cần một cái nắm tay. May mắn thay là vừa mới đây em mang được tới ngay khi anh chẳng tay. Em làm anh mất cả lý trí, em bán được cái linh hồn. Con hát tiên nghĩa ngộ rồi chứ. Nó nhỏ mà nó hát hay, nhìn cái mặt của nó kìa, thấy ghét chứ. Con yêu, chắc chắn không sai bằng em. Con nhỏ này hát thì hay, sao cái đoạn rap này nó rap dở quá à. Nếu thích thì cứ like, anh là hình thứ nhất, em muốn 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Ủa, hết rồi hả? Á tiền không ổn rồi. Thôi kệ, lợi một đứa, đỡ một đứa. Qua tiết mục của Á Tiên thì anh có nhận xét như thế này. Á Tiên còn nhỏ, lúc nói chuyện bình thường á là đã bị ngọng rồi. Bây giờ lúc em hát á, nghe cũng không có rõ chữ được. Em hát sai nhịp, sai lời luôn. Đặc biệt là cái đoạn cuối anh là thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7, nhật kia. Đoạn rất là thô. Em không có đủ điều kiện để mà lọt vô vòng trong. Rớt nha. Giọng của Á Tiên dễ thương á, hợp với cái bài hát này. Nhưng mà nhịp của em nó không có đúng. Cái khúc cuối á bị nuốt chữ nhiều quá, cho nên em không đủ điều kiện để lọt vô vòng trong. Gớt luôn nha. Cuối cùng mày cũng gớt rồi. Để coi ai là người gớt tiếp theo. Rồi, thí sinh tiếp theo đi. Đôi mất đe tiền. Làm gì á? Buông ra. Anh có đậu đâu mà anh đòi hát. Anh lấy mất nhìn vô anh mà. Mẹ Thắng. Cảm ơn mày nha đệ. Mất gì giữ đi, nghe tao hát nè. Xin chào hai ban giám khảo và khán giả ở đây. Thanh Thẳng Thờ xin được trình bày ca khúc Con Trai Cưng Của Mẹ của KACM và B-Ray. Bài này mình cũng biết nữa nè. Các bạn hãy cùng mình thưởng thức giọng hát của Vũ Thanh nha. Ráo lên nha. Vũ Thanh ơi. Cái nhạc gì đâu nghe ma mị dữ vậy. Con trai cưng của mẹ, thích ăn kẹo nút kem. Bạn bè gọi có mặt nhưng ba mẹ nói là nó không nghe. Con trai cưng của mẹ, thích chơi game uống sữa. Hơn 20 tuổi đầu nhưng khi ở nhà vẫn là em bé. Vì nó là con trai cưng của mẹ nó. Con trai cưng của mẹ nó. Con trai cưng chưa bao giờ nhấc ngón tay từ khi ba đẻ nó. Con trai cưng của mẹ nó. Con trai cưng của mẹ nó. Ở ngoài kia bông ba bảo tối về nhà luôn có mẹ chở mẹ che. Con trai không bao giờ nhớ mẹ. Con trai không tâm sự với cha. Con trai chưa bao giờ phải khóc trừ khi mẫu dài nó thích vừa mới ra. Từ bé đi làm ăn ta, mẹ là chủ cả tối nay cũng tăng ca. Nên những cuộc vui sẽ không bao giờ dừng lại tới cái ngày ông già nó băng à. Được rồi, rất nhiều đây thấy được cái trình của Vũ Thanh rồi. Một sự tiến bộ rất là rõ ràng nha. Giọng của Vũ Thanh rất là gắt, cho nên là nó rất là hợp với giai điệu của bài Con Trai Cưng Của Mẹ. Đậu rồi em ơi. Wow. Trước tiên là anh thấy cái trang phục của Vũ Thanh rất là ấn tượng rồi đó. Cái thứ hai là giọng hát của Vũ Thanh rất là khỏe. Em truyền được cái nguồn năng lượng đến với mọi người. Cho nên là anh cho em đậu nha. Đậu rồi. Ai hát trước đây? Tới lượt mình luôn nha mọi người. Thấy mình hát hay nhớ cho like nhiều nhiều nha. Tới rồi. Trong cái cuộc thi này mình ngán nhất là Tiểu Dương đó.
Đây, cái bài mình sắp gáp nè. Nằm xong đội lấy một giờ bao nhiêu đội lấy một giờ bên em. Anh chỉ muốn nhìn thấy em cười vì nói tỏ sáng luôn đại đêm đây. Bầu trời phủ một cả sầu đời gặp em bỗng chốc khóc em màu hồng. Có lẽ em là thứ tuyệt vời mà anh luôn muốn được ôm vào lòng. Nếu bình đắng như ly cà phê thì anh sẽ uống không chừa giọt nào. Bởi vì thêm hay quá. Tại sao con Dương lại gắt đỉnh như vậy? Em thích dạo tốt, thích đi qua những hàng cây xanh. Dẫn em đến những nơi em thích, chỉ cần em nắm chặt bàn tay anh. Vẫn sẽ giữ em ở bên mình, không để em yêu thêm ai khác. Bởi vì em chỉ là lối vọt mà biết bao người luôn muốn khai thác. Anh muốn được cùng em trò chuyện, dưới ánh trăng hoặc trời đêm trôi. Muốn được nói với cả thế giới, rằng anh chỉ yêu mỗi mình em thôi. Quá hay luôn em ơi. Từ cái giai điệu, cái beat, cho tới cái giọng hát, đều rất là truyền cảm. Cho nên em xứng đáng được lọt vô vòng trong nha. Phải công nhận là Tiểu Dương có thẩm mỹ âm nhạc thiệt. Anh hy vọng em sẽ giữ tốt cái phong độ như thế này ở vòng chung kết nha. Rồi Tiểu Dương, đảo. Tới công chuyện lộn, tới lượt mình nha. Thấy chưa, mình nói rồi, con Dương này nó ghê dữ lắm. Anh ngáo, anh coi chừng anh thua đó nha. Em so sánh như vậy là đâu có được. Tiểu Dương là nghiêng về nhạc nhẹ nhàng, còn mình là nghiêng về nhạc chất và gắt. Mình xin hát bài Cần Thơ ơi của ca sĩ Đà Nay. Mình ở Đồng Tháp không hát bài Đồng Tháp ơi, mà hát bài Cần Thơ ơi. Bà nội tao ở Cần Thơ nên mình sẽ hát bài này để gửi đến bà. Giờ vô luôn nè. Ủa, mình mới hát mưa luôn rồi bạn ơi. Thôi giờ lấy cái lo đi vô nhà. Mưa quá trời luôn rồi bạn ơi. One hour later. Hồi nãy trời mưa cho nên bọn mình phải chạy vô nhà gấp, bỏ thí sinh An Ngọc ở đây một mình. Các bạn thông cảm, bây giờ hết mưa rồi, tiếp tục chương trình đi. Xin mời thí sinh An Ngọc hát tiếp bài Cần Thơ ơi. 5 giờ sáng có những cụ già đi tập dưỡng sinh ở trong sương mù. Bác lao công một đêm đã xong, lên xe về nhà tìm vào giấc ngủ. Hàng vào quán bày ra bán cà phê ăn sáng thơm thơm mùi hủ. Dòng này Ngọc có tiến bộ hẳn luôn. Cho ngày hôm nay khi cành cây rung nhẹ, gió thổi lá chanh qua nhìn chỗ trôi nắng. Rơi xuống đường xuyên qua cửa sổ đánh thức những ai đang còn trong chăn và bắt đầu một ngày mới trên mọi con đường người xe tấp nập. Người đi làm, người đi học từng lại trong tay và trong chiếc cặp. Một màu trắng của tà áo dài, một màu đỏ thân hoàng em mang và cũng có những người nhiều màu dân chơi thành phố đều bộ lên. Ai bán bánh lá dừa, ai bán xôi mặn, ai bán bánh cam. Những tiếng rào bất cứ nơi đâu cũng là ký ức của người Việt Nam. Tất cả pha trộn lại tạo nên đây khung cảnh lộn xộn nhộn nhịp ồn ào. Quen bon chen, quen hối hả nỗ lực để sống cho ngày hôm sau. Tìm một góc yên tĩnh để ta ngắm nhìn toàn cảnh thể thao. Một điếu thuốc và ly cà phê vị đắng ngọt ngào yên đậm biết bao. Mà sao? Bài đâu mà nghe nhẹ nhàng tình cảm dữ trời. Cái phần thi này An Ngọc hẳn là đã chuẩn bị rất là chu đáo. Bởi vì tiết tấu nhẹ nhàng, lời bạn Ngọc hát nó cũng là mềm mỏng. Với lại lời bài hát khá là nhanh. Nhưng Ngọc đã lấy hơi rất tốt, không có bị hụt hơi trong quá trình hát. Rất hay. Đậu An Ngọc ơi. Em đã hoàn thành rất tốt cái phần thi của mình nha An Ngọc. Anh thấy cái giọng hát của em á, nó phù hợp với những cái bài hát chiêu nhẹ nhàng như thế này nè. Cho nên là cái phần thi này anh đánh giá rất là cao. Vô vòng trong đi em ơi. Em xin trình bày ca khúc Lý Kỳ Bông của ca sĩ Ricky Star và People. Cô ơi cô đừng đi lấy chồng, về tay đô bên dòng sông tôi lại hát cô nghe ý trời ơi. Giai điệu bài này nghe cũng dễ, Tiểu Phương rap nghe cũng được, mà giọng mỏng quá. Anh nằm nghe về cô hồ Lý Kỳ Bông. Anh hỏi cho một cô em gái đang chạy tóc bên sông. Anh chỉ sống với mấy chèo không có đất. Bài Lý Kỳ Bông này giai điệu sôi động lắm nè, nhưng mà tới hồi con Phương nó hát không khí nó chậm xuống luôn. Trong đầm rừng đẹp bằng sen, quê mình ai đẹp bằng em xinh đẹp không còn bằng khen. Mới tiết tuổi mà đã biết hẹn, gọi buồn kết nên tóc em đen, dáng dịu dàng mình đang trang. Rồi đầu tiên là cảm ơn tiết mục của Tiểu Phương. Thì qua vòng thi này anh thấy là em đã có tiến bộ hơn trước. Tuy nhiên có nhiều phân đoạn á, em rap không có rõ chữ. Với lại nhịp điệu em bắt nó không có đúng. Em hát bị sai nốt nữa. Cho nên anh quyết định cho em rớt. Trong cái bài hát này á, lợi thế của Tiểu Phương là cái beat rất là hay. Nhưng mà em xử lý không có đúng cao độ, cho nên nó không thể hiện được cái hồn của bài hát. Em không có đủ điều kiện để lọt vào vòng trong nha. Cho nên anh cho em rớt. Không sao anh ơi, em rất ghét rồi quen rồi. Đừng có buồn. Cái trình không tới thì đừng có đú theo. Về nhà luyện tập thêm đi. Bây giờ tới anh nè.
Xin chào tất cả các bạn. Mình sẽ hát bài Trọng Nghĩa 2 của Gumin và Saka nha. Từ nhỏ đã không được người bồng cưng, trong cái đấm đá thủ tường với hồng hưng. Gia đình tan cả mà không được người chồng ưng, vì tương lai và tất cả không phải làm tới tòng lưng. Không như người khác, không được lừa nhé. Thân tao chỉ lì nên mới thân mới cười ác. Một mình cười nhạt. Sao thằng ngáo này càng ngày gác càng hay vậy trời. Niềm vui hạnh phúc cũng qua đây, như là bức tranh vạn không hoa tay. Muốn được đoàn viên là Tết cũng hoa mang, nhưng câu chọn vẹn thì không có cha dạy. Tương thằng anh em cứ khổ chung hoàn cảnh. Tương tự chung cơm đi lại chung đèn đến. Hai thằng đó khác mới nhìn cho hàng bánh. Không chỉ được đối khổ chí nữa đàn anh. Hay quá Ngáo ơi, hay quá trời luôn rồi. Ngáo này chỉ phù hợp với những cái bài rap gắt thôi. Phần trình diễn quá tuyệt vời, vô vòng chung kết Ngáo ơi. Lần này thằng Ngáo rất là thông minh trong cái việc lựa chọn bài hát. Em chọn cái bài này rất là phù hợp với chất giọng của mình. Với lại Thành Ngáo á, tốt trong cái việc mà tương tác với khán giả ở đây. Cho nên là không có gì bàn cãi nếu mà Thành Ngáo lọt vào vòng chung kết. Yeah! Trà cũng tối luôn rồi. Hay là để ngày mai hay tổ chức vòng chung kết đi anh Vinh. Ok cưng ơi. Rồi, mời 4 thí sinh lọt vào vòng chung kết. Tối nay ở nhà luyện tập, sáng ngày mai 8 giờ có mặt ở đây nha. Dạ. Rồi, chúng ta đi về thôi. Dạ. Tối rồi, tối rồi. The next morning. Phải chi ngày hôm qua trời không có mưa là bọn mình đã làm xong vòng chung kết luôn rồi. Sáng sớm uống miếng cùn nước trái ổi lấy năng lượng khi vòng chung kết cho tốt coi. Đây là nước trái cây đạt chuẩn 5 sao hệ miễn dịch, có vitamin B6 hỗ trợ trí não. Các bạn có thể thay thế nước uống hàng ngày bằng cùn nước trái ổi cũng được nữa. Đây là đúng nước rồi. Trái cây thiệt, không có sữa. Mình nói cho các bạn biết, đừng có hiểu nhầm. Vòng chung kết có 3 bạn nam, 1 bạn nữ, cho nên xin mời. À đúng rồi, vậy bên em hát trước đi, Ngọc lên trước đi Ngọc. Không, ý anh là có một bạn nữ thì cưng lên hát trước luôn đi. Cái luật gì kỳ vậy trời. Thôi thích thì chịu. Wow, lo mới luôn, có đèn nữa nè. Đỉnh này đó. Rồi trình bày ca khúc tên gì? Trình bày ca khúc Về Bên Anh của Jack. Yeah. Wow, con Dương ghép trên nền nhạc piano luôn. Anh có thể vẽ thật kiêu sa, nếu ngọc ngà trên áo còn thiêu hoa. Phước trên lòng ơi, cứ tưởng là khi xa sẽ không buồn với những thứ mình đi qua em ơi. Hành xuân này ngắn ngủi, đôi giấy nhỏ làm sao biết thành văn tơ vò. Còn vương lại khe núi ôm cả bầu trời, nhưng thiếu có đàn trăng. Em biết không, mùa xuân chỉ trọn vẹn, tim lạc đường khi ta chỉ thấy nhau. Nhìn trăng kia vàng vẫn treo trước đầu ngõ. Giờ em đi rồi, mùa hạ hôm ấy đâu. Anh chẳng ước mình như là cánh chim bay giữa muôn trùng đất mẹ này bao la. Anh muốn được nghe giọng em nói, muốn thấy em cười bình yên chứ sao cả. Sao anh thắc mắc là ở vòng chung kết này Tiểu Dương lựa cái bài rap nó ngắn dữ vậy cưng? Chứ lại bài này giai điệu nhẹ nhàng, tiết tấu nó cũng chậm. Phần lớn các bạn đây đều rap được hết. Mà trong khi đó cái trình em lại cao hơn, em lại chọn bài này. Em đâu thể hiện hết được cái năng lực của mình. Bài này anh đánh giá không có cao nha. Đây, chấm 8 điểm. Anh Vinh nói đúng rồi đó. Vấn đề của Tiểu Dương ở đây là lựa chọn bài hát chưa có tinh tế. Em chọn cái bài nằm trong năng lực của mình cho nên chưa có bứt phá được. 8 điểm thôi nha. Trong thời gian ngắn quá, mấy bài kia em chưa có thuộc, mới thuộc có bài này hà. Vậy, từ lúc up cái clip gáp chồng lỗi tới bây giờ là nửa tháng trời. Vậy mà nó không có thời gian học thuộc một bài. Hai ba giám khảo chấm cho mày 8 điểm, tổng cộng là 16 điểm rồi còn chê nữa. Thôi tới mày này Ngọc. 16 điểm là được rồi, không biết tao hát được nhiêu điểm nữa nè. Em xin hát bài Thu Cuối của Giang Bi, Mr. T, thằng Bi Bon. Mr. T? Idol của mình đó nha. Thu đến và đi như những gì đã sắp đặt, trang trí trắng đâu thể mờ đi từng màu buồn của nắng. À ơi vu vơ con hát, có lẽ chưa bao giờ anh viết tặng em nhẹ nhàng bước chân qua bao nhiêu ngọt ngào, bao nhiêu cố gắng. Có hay không những bước thềm trong con tim em còn một khoảng rộng, biết lúc nào anh có thể lại được gặp em một lần nữa. Là khi đó anh cảm nhận mùi hương tàn cánh hoa sữa, anh yêu em thật nồng nàn như một định lý đã muôn thở yêu. Sao mày không hát tiếp Ngọc? Cái gì nữa vậy ta? Mình quên lời luôn rồi bạn ơi. A Ngọc mắc cái lỗi cũng tương tự như Tiểu Dương vậy đó. Em lựa chọn bài hát không có đúng với chất giọng của mình. Rồi em chuẩn bị cái bài hát nó không có kỹ nữa. Học thuộc cũng không xong nữa, đang hát giữa chừng mà quên lời các bạn ơi. Cái này là cái điều tối kỵ nhất đối với một người ca sĩ nha. Rồi, A Ngọc, rớt. Anh khỏi nói thì em cũng biết em rớt nữa. Ở nhà mình học thuộc lòng rồi mà sao tới thi lại quên hà. Đưa mic tay cho anh. Tới mình nha các bạn, mình sẽ trình bày ca khúc Tây Sơn Hạo Kiệt của Zombie. Lúc đầu ghét thằng Ngáo dữ lắm, mà bây giờ thành fan hâm mộ của nó luôn rồi. Đúng là bánh bèo ba phải ha. Tây Sơn Hạo Kiệt. Tây Sơn Hạo Kiệt. Tây Sơn Hạo Kiệt.
mang cho tao một chai rượu để uống tịnh tâm nhìn về Giang Sơn. Chỉ khi năm nhi khô danh trong thiên hạ đó, tôi quyết lòng mình phải nghe tàn hơn. Sứ thần là một thằng nhóc làm thương gia, chỉ vì khổ cực biết đời không thương ta, có thù phải trả, còn giúp tao xin ta tạ. Nên mà muốn nghe hết thì phải cùng tao vương xa. Tao cả tồn tại và đứng lên lấy khăn lau nước mắt và tao bổ ngang đầu. Chẳng cần thiết đấu khẩu với tụi mày làm chi, nó phải khiến tao khen. Ở đằng ngáo ráo nó biến dữ quá. Liên quan nói chuyện với đồng bào, xong việc đi tìm với trưởng lão vụ cái mồi ngon với mấy con hồng đào. Biết là mày vẫn đây còn thắc mắc tại sao tao lắm trí và đa mưu. Bởi vì tao là con cháu nhà ông Nguyễn, mày cứ lấy sử thi ra mà tra cứu. Vẫn giữ được cái phong độ này cho tới vòng chung kết. Quá đỉnh, thật sự rất là hay luôn mọi người ơi. Ai thấy hay nhớ bấm đăng ký kênh, cho một like, bấm cái chuông thông báo luôn nha mọi người. Cuối cuộc là bao nhiêu điểm anh Trình? 10 điểm Ngáo ơi. Hả? Lần đầu tiên anh Vinh cho 10 điểm luôn á. Phải nói là trong cái vòng thi này Ngáo có một sự bứt phá rất là ngoạn mục nha. Em làm cho cả cái sân khấu, à không, cả một cái bãi cát này hòa theo nhịp điệu âm nhạc của em. Chính em gửi Ngáo ơi. Rồi luôn, gặp ban giám khảo bao phải nữa. 9 thì 9, 10 thì 10, chứ 9 rưỡi là sao? 19 điểm rưỡi các bạn ơi, đủ thắng rồi. Lại tới em. Ừ. Em xin trình bày một đoạn ghép trong bài Hồng Nhan của Trác. Hay là mâm lịch nhìn người cười mà rưng rưng, bên kia là pháo hoa không ra người đến xem, họ hàng mừng kết xin, còn phần mình là hết xin. Anh như kẻ lạc không tâm tối nơi rừng thông, nơi cánh chim nhỏ lạc đàn tìm bến đỗ chân ngừng trong. Anh là một con đom đóm, mắt ánh sáng nơi xây vòng, gieo cho anh cả một mầm sống nhưng chẳng chịu không vung trồng. Vì lúc ấy ta còn trẻ nên đề bạc và mưu sinh, anh chưa học hết lớp 10, người ta gọi là lưu linh. Anh gắn bó với sông nước và cảnh vật đầy hữu tình, còn người ta cho em áo lụa hỏi tại sao chẳng phụ. Phải công nhận vòng chung kết này mày gáp hay thiệt anh ơi, quá dữ luôn. Vũ Thành đã có sự chuẩn bị rất là tốt cho cái bài hát này. Bình thường là em nói chuyện có bị ngọng đó, nhưng mà ở cái bài này á, em hát được rõ chữ. Anh rất là ghi nhận cái sự cố gắng này của em. Anh cho em 9 điểm nha. Trời ơi, Vũ Thành còn lớn điểm hơn mình nữa. Tới công chuyện chị gọi chị Dương ơi. Anh chỉ là cho em 8 điểm thôi. Yeah, 17 điểm. Mày được hạng nhì đó Thanh. Chúc mừng mày nha Thanh. Ừ. Chúc mừng nha. Mình không nghĩ mình hạng 3 luôn á ta. Rồi, vậy tính ra cuộc thi rap này ai hạng nhất đâu? Em nè. Hạng nhất phát thưởng nè, một củ. Hạng nhì là em. Hạng nhì là Vũ Thanh. Cảm ơn em. Hạng 3. Hạng 3 là một thùng cua nước trái ổi. Hạng bét có được thưởng gì không anh Vinh? Hạng bét tiền hồi nữa ở lại đây giúp giùm anh quét cái sân coi, sân dơ quá. Rồi, video hát rap đến đây là kết thúc nha mọi người. Có lẽ đây sẽ là tập cuối của series Rap Kids luôn rồi đó. Và hy vọng các bạn sẽ yêu thích video này. Và đừng quên bấm like, đăng ký kênh và bấm vào chuông thông báo để ủng hộ team mình nha. Bye bye. Bye bye.